thì còn là nếu các bạn muốn là hiểu hơn về cái lĩnh vực sở hữu cho thuê thì tôi sẽ uh, cho các bạn thêm một cái like uh, về điều kiện kiến thức nguồn lực uh, những cái điều kiện nguồn lực để uh, kinh doanh sở hữu cho thuê ở đây uh, chúng ta có uh, 6 cái nguồn lực mà uh, ai cũng nghĩ là 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 khi mà sở hữu cho thuê thì các bạn phải có tiền đúng không đúng không cái đấy là cái cũng là cái quan trọng đấy nhưng với với cách của mình thì uh, tí nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái cách mình uh, không có tiền mà vẫn gọi là kinh doanh sở hữu cho thuê như nào và tiến đến sở hữu cho thuê như nào uh, để cho các bạn nắm rõ nhé thế thì uh, điều kiện nguồn lực để kinh doanh sở hữu cho thuê thì uh, muốn um, sở hữu cho thuê thì bắt buộc các bạn phải có kiến thức kỹ năng và kinh nghiệm đúng không ạ thì uh, cái việc kiến thức chính là những cái mà các bạn đang học mà đang được mình chia sẻ ở đây à, nó là những cái kiến thức rất là cơ bản cũng như là chuyên sâu về uh, bất động sản về uh, bất động sản dòng tiền mình thì uh, chuyên về bất động sản dòng tiền rồi và một cái kênh đầu tư rất là an toàn và phổ biến ở các thành phố lớn cái uh, kỹ năng tức là đòi hỏi là các bạn phải uh, có À, cái việc gọi là 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 ngoài cái việc kiến thức rồi này các bạn khi các bạn thực hành thì các bạn phải có kỹ năng như giao tiếp à, rồi là à, mối quan hệ thông tin rồi tất cả những yếu tố liên quan đến cái việc mà, mà phải xây dựng à, thành những cái kỹ năng chuyên sâu về bất động sản còn kinh nghiệm khi nào các bạn làm thì các bạn mới có kinh nghiệm đúng không vì vậy sau khi học à, kiến thức trang bị kỹ năng rồi thì các bạn phải làm đi đúng không và cái việc mà làm đấy là rất là quan trọng để cho các bạn đã có được cái 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 quay ngược lại khi mà kiến thức mình đã học thì mình sẽ là trải nghiệm và mình sẽ 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 khi mình làm thực tế thì mình sẽ có kinh nghiệm. Câu chuyện là ở đây là nếu các bạn chỉ học và nghe tôi chia sẻ như này thôi thì khẳng định với các bạn là sau vài bữa sau hoặc ngay sau kết thúc buổi chia sẻ này các bạn cũng sẽ quên đi chẳng có cái gì hết đúng không nhưng mà nếu như giả sử các bạn làm thì các bạn mới có à, lúc đấy các bạn mới có kiến thức thật sự mới có kiến thức và kinh nghiệm đúng không thế còn nếu mà chỉ nghe không các bạn không làm thì chắc chắn các bạn cũng không không có cái gì đấy là điều đương nhiên rồi thế thì à, ngoài cái kiến thức học ở mình thì à, mình sẽ chia sẻ thường xuyên vào 14:30 uh, là thứ ba hàng tuần thì các bạn có thể học ở rất nhiều người khác nhau và học ở những người thực tế và uh, mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn những cái đội nhóm mà uh, đang rất là thân quen và cộng tác với mình để các bạn có thể uh, hỗ trợ cho các bạn uh, cái công việc này. Họ sẵn sàng uh, chia sẻ, họ sẵn sàng dẫn dắt uh, cùng với mình để cho các bạn có những cái kiến thức và kinh nghiệm Câu chuyện là các bạn có hành động hay không thôi đúng ạ đấy Thế thì uh, ngoài ra thì như mình nói lúc nãy mình nói này mình chia sẻ đấy cái việc mà các bạn là học thì bây giờ nó rất là đơn giản công nghệ 4.0 rồi uh, quan trọng là khả năng và ý chí học tập của các bạn đến đâu thôi uh, giống như tôi nói đấy tôi thì suốt ngày học thôi ngoài uh, kiến thức rảnh là tôi học tôi học uh, cái gì yếu thì mình sẽ học cái đấy cái gì mà mình cần nhất thì mình sẽ học cái đấy cái gì mình quan tâm nhất mình cần phải củng cố và hoàn thiện thì mình sẽ học cái đấy đấy là cái là chọn lọc những cái kênh ở trên mạng YouTube để mình học mình nghe mình trải nghiệm đúng không ạ à, như vậy là ngoài cái việc mà học của tôi ra các bạn có thể học rất là nhiều kênh nhiều cái kiến thức khác nhau được chia sẻ à, À, trên à, mạng với công nghệ 4.0 hiện nay chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và à, nếu các bạn à, không làm phiền với ng người khác thì các bạn có thể sắm một cái tai nghe còn không cứ mở loa ra mà nghe bình thường đúng không? đấy, Thế cái nguồn à, đấy là cái nguồn lực à, đầu tiên, cái nguồn lực thứ hai là trong bất động sản à, cũng như là trong thời đại hiện nay ấy, là các bạn cứ nói với nhau là bốn uh, chữ e tức là công nghệ uh, mối quan hệ tiền tệ và là là là, là đấy là những cái mà um, nguồn lực uh, đương nhiên rồi thì uh, trong cái bất động sản thì cái uh, mối quan hệ cũng là một cái rất là quan trọng để các bạn có thể tìm kiếm những thông tin rồi là uh, quan hệ để bán hàng nhập hàng quan hệ để các bạn có thể là tìm hiểu những thông tin về quy hoạch về 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 xin uh, um, um, xin giấy xin, uh, phép rồi là mối quan hệ để các bạn có thể check những cái thông tin liên quan đến nội bộ hàng xóm đến uh, gia đình họ đến tất cả những cái mà liên quan đến bất động sản mà mình sẽ mua. Câu chuyện là là đây là 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 mối quan hệ đó sẽ mang lại cho bạn rất nhiều các cái thông tin rất nhiều các cái cách làm rất nhiều các cái mà các bạn có thể là là tận dụng được từ những cái mối quan hệ liên quan đến việc bạn làm bất động sản, đúng không ạ? Rồi là mối quan hệ của những người mà có tiền, những quan mối quan hệ của những người mà mà mà, mà họ nắm giữ tài sản hay là họ cho vay tài sản, ví dụ như ngân hàng hay là mối quan hệ với uh, chính quyền để cho cho mình những cái thông tin về mặt quy hoạch pháp lý, đúng không ạ? rồi là mối quan hệ để cho mình những cái uh, thông tin bất động sản bán giá tốt uh, từ uh, mối quan hệ của những cái um, người hàng xóm những cái để cho thông tin của chủ tài sản nó họ là người như nào mối quan hệ từ môi giới để cho những chúng ta những cái thông tin bán nhà uh, giá tốt hơn giá thị trường chẳng hạn. Đấy, đấy là tại sao uh, rồi là mối quan hệ để chúng ta có thể uh, là cùng nhau uh, đầu tư uh, rồi là cùng nhau sở hữu bất động sản uh, cho thuê rồi là hợp tác đúng không? Đấy rất nhiều yếu tố mà chúng ta cần uh, trên uh, trên đời này mà khi mà các bạn kinh doanh bất cứ ngành gì gì ngành nghề gì không riêng gì bất động sản thì uh, mối quan hệ nó là chính là 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 một trong những nguồn lực gọi là rất là quan trọng để chúng ta làm uh, tiếp theo cái uh, nguồn lực thứ ba thì uh, chưa thấy nói về tiền đúng không chưa thấy anh bác nói về tiền nhưng mà tiền tiền mà tôi phải đặt vào cuối cùng thì đó là với bất động sản với tôi nó không phải là vấn đề quan trọng nhất um, tiếp là nhân lực đội nhóm và nhà đầu tư đúng không đấy mới là yếu tố gọi là đây mới là yếu tố gọi là then chốt và quyết định đến cái việc mà cách đầu tư của bạn và hướng đầu tư của bạn cũng như hiệu quả đầu tư của bạn này thế thì cái việc mà chắc chắn khi mà làm bất động sản ấy thì thường là ở Việt Nam ấy và tâm lý của rất nhiều người Việt Nam ấy họ khi họ có một cái tài sản nào đó họ muốn mua một cái tài sản nào đó thì họ thường hay giấu vì họ không thích là 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 đặc biệt là quan chức hoặc những người làm công an lương hoặc những người nhà nước nó nó họ không thích là khoe khoang họ hoặc không thích là đứng tên tài sản hoặc họ cái tâm lý của người Việt Nam thì bán tài sản thì nhà cửa nó hay bị ngại tại vì là tôi phải bán nhà tôi phải thế nọ thì kia đúng không ạ nhưng đấy là một trong những kể cả mua tài sản ấy thì nhiều khi này họ lại băn khoăn cái việc ô họ nghĩ là mình có tài sản có nhiều nhà đất họ có nhiều cái 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 uh, tài sản như thế họ giàu lắm thì tôi phải tận dụng tôi phải vay mượn họ hay là ví dụ như là hôm nay có bạn <laughs> học viên của tôi bảo ôi anh giờ bây giờ em không dám là nói với uh, khi mua nhà đất này em không dám mua trong cái nàng Kim Giang này nữa đâu vì đấy là địa bàn của bạn làm thuê cho thuê và từ cái việc làm thuê cho thuê mà bây giờ bạn đấy mua được hai cái nhà ở khu vực đấy và dân họ biết thì bây giờ là cứ bạn ấy đi đâu hỏi nhà cho thuê Thì họ quát giá trên trời Vì lý do là thằng này giàu lắm Phải cho nó Thằng này làm thuê cho thuê Phải nhiều tiền Được có nhiều tiền lắm Phải bán cho nó cái giá Mà, 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 mà tốt tốt một tí Hoặc là Là Là, là Cái việc là, là Đấy là cái tâm lý chung Của cái, cái thường thấy Ở người Việt Nam Thế thì cái câu chuyện là Chính vì những cái Cái việc như thế Đâm ra là Nhiều khi là họ không dám là làm chung họ không dám tiết lộ thông tin họ không muốn hỏi người lọ người kia họ không muốn tìm hiểu thông tin từ người nọ người kia họ không muốn làm theo đội nhóm họ thích làm một mình họ thích làm tất ăn cả chẳng hạn thì đấy là, là 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 tư duy đa số của của người Việt Nam là như vậy nhưng mà tư duy của những người giàu những người thành công thì họ lại khác à, là tức là người ta nói là muốn đi nhanh thì đi một mình nhưng muốn đi xa phải đi với đồng đội thì là đương nhiên có đội nhóm rồi đấy là cái tư duy mà luôn luôn đúng rồi câu chuyện là ngoài cái khía cạnh nguồn lực đó thì trong bất động sản thì nó còn một cả những cái nguồn lực để bạn có thể làm lên được một cái thương vụ thành công thì yếu tố con người bao giờ nữa cũng là yếu tố quyết định đúng không mà thường là bên tôi là kết hợp với những đội nhóm là chuyên sâu luôn ví dụ à, mua à, mua và bán thì cứ để cho môi giới làm đi. kể cả mình có tuyển người về, mình có đào tạo, mình có dẫn dắt, mình có à, khuyến khích, mình có động viên, mình có trả lương cao đi chăng nữa, nhưng mà cũng không bằng những đội nhóm chuyên về họ làm môi giới. đấy à, tiếp là gì? những cái đội nhóm mà chuyên về quản lý thì cho họ quản lý đi. sau khi mình xây sửa nhà xong, mình cho họ quản lý cho thuê đi. những đội nhóm về đầu tư tiền họ có tiền để họ đầu tư vào nhà của mình thì là họ quan tâm đến lợi nhuận và họ quan tâm đến cái việc gọi là uh, cái cái bài toán kinh tế thì là mình sẽ cho họ thấy cái bài toán kinh tế tức là mình luôn luôn gọi là mà, là, là 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 chuyên sâu, đúng không? Đấy, chuyên sâu những ai mà chuyên sâu lĩnh vực gì thì mình cứ cho họ về về độ nhóm nào chuyên sâu lĩnh vực gì thì mình cứ cho họ làm chuyên sâu lĩnh vực đó trong cái sản phẩm trong cái uh, ngách của mình để cho họ phát huy được tối đa cái năng lực uh, cũng như là cái, cái kết quả công việc đúng không ạ? Uh, nguồn lực thứ tư đó là công nghệ. Đấy. Ví dụ tôi đang dùng công nghệ để uh, chia sẻ với các bạn đúng không ạ? Uh, với cái máy móc rất là hiện đại trong cái uh, căn phòng này uh, với uh, âm thanh ánh sáng gọi là được tối ưu đúng không ạ? Thế thì cái việc mà khi mà các bạn làm bất động sản thế để sở hữu bất động sản thế uh, với công nghệ 4.0 hiện nay thì không thể thiếu yếu tố công nghệ được. Ví dụ khi các bạn đăng tin hay là um, các bạn bán hay các bạn quay video hoặc là các bạn là 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 lốt thông tin, tìm thông tin rồi là liên hệ liên kết với người nọ người kia đều qua công nghệ hết, đúng không ạ? Rồi là đều qua những cái 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 um, ờ mà công nghệ mang đến cho các bạn. Vì vậy là người nào mà bây giờ còn ví dụ mà bảo là sử dụng mà, mà cục gạch, điện thoại cục gạch mà hoặc không sử dụng máy tính mà có thể làm bất động sản được, làm môi giới làm 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 đầu tư bất động sản được thì người đấy thì phải nói là cực kỳ giỏi, cực kỳ tài và khả năng là lạc lắm. Đúng không ạ? Và gọi là mò kim đấy về mới thấy được những người như thế đúng không ạ? Không ai là không sử dụng công nghệ đến thời điểm này, đúng không ạ? Kể cả là người già, kể cả là những người ít tuổi, trẻ tuổi hay là người đã có tuổi đều sử dụng công nghệ hết, đúng không ạ? Thế thì đấy là cái nguồn nhân lực thứ tư, nguồn nhân lực thứ năm đó là thông tin. Tại sao là là trong bất động sản tôi lại chia ra tách ra thông tin là một nguồn lực tại vì sao bất động sản là nó có cái tính thông tin rất là cao tức là khi mà giá bất động sản được chuyển biến bởi thông tin này rồi là nguồn thông tin của bất động sản nào nó sẽ quyết định được gọi là mình mua được giá tốt hay là không tốt này thông tin nó cũng giúp cho mình là lan truyền và bán được bất động sản tốt hay không này đấy thì nó là yếu tố quyết định để cái cái việc mà hiệu quả trong cái việc kinh doanh bất động sản dòng tiền và sở hữu bất động sản này nó có hiệu quả hay không thì nó phụ thuộc rất lớn vào yếu tố thông tin à, đấy vì vậy là tôi tách cái yếu tố thông tin này ra nó là một nguồn lực ví dụ bây giờ là tất cả những yếu tố này nó đều nó đều năm uh, cái yếu tố như tôi vừa nói nó được đều được quy bằng tiền hết nó đều là là một trong những nguồn lực uh, là quan trọng uh, quan trọng đúng không để tạo ra cái cái việc mà đủ điều kiện cũng như là nguồn lực để các bạn có thể sở hữu được bất động sản cho thuê ở nội đô đúng không ạ thế thì cái yếu tố bây giờ tôi chỉ lấy ví dụ đơn giản là là nếu như giả sử mà không có thông tin về quy hoạch không có thông tin về uh, giá bán khu vực đó không biết định giá hoặc là cả, uh, ngược lại các bạn biết định giá biết quy hoạch chỗ đấy nó sắp mở đường biết là giá khu vực mặt bằng ở đấy nó chỉ là 100 triệu thôi mà bạn mua được khoảng 90 triệu là bạn đã có lãi 10 triệu ngay xong mua rồi ví dụ vậy đấy thì đấy là những cái yếu tố mà cực kỳ quan trọng về mặt thông tin mà tôi tách ra nó là một cái nguồn lực riêng đấy còn uh, nguồn lực thứ sáu mới nói bây giờ mới nói về tiền tệ đúng không ạ uh, tài chính thì ai cũng nghĩ là uh, tôi muốn sở hữu bất động sản cho thuê thì yếu tố đầu tiên là tiền đâu đúng không ạ như tôi lại xếp nó ở cuối cùng vì lý do là uh, tí nữa sau khi mà tôi nói hết về cái cái những cái điều kiện nguồn lực này thì tôi sẽ chỉ ra cho các bạn là cách tôi đang làm với số vốn không đồng để có thể gọi là kinh doanh uh, bất động sản cho thuê và sở hữu bất động sản cho thuê đúng không? Uh, từ không đồng đến có đồng để sở hữu bất động sản cho thuê thì uh, các bạn hoàn toàn có thể làm được nếu các bạn có đủ nguồn lực sáu cái nguồn lực này như tôi nói đúng không? thì tiền ở đây các bạn có thể là Huy động của tiền của ngân hàng tiền của cổ đông tiền của đội nhóm tiền của uh, ngoài xã hội tiền của những bài bạn bè tiền của những người thân quen để mua bất động sản đúng không ạ uh, cách cụ thể như nào thì tôi sẽ nói uh, sau uh, cái những cái uh, kiến thức mà tôi chia sẻ cho các bạn đây